Hả? Đọc số tiền. Đó, đọc tên thôi. Ừ. Em thôi đọc tên có nhiều người mà họ ít là buồn. Có thể mình đọc tổng cộng số tiền hả? Cái tiền này là mình gửi qua mỗi năm mà có làm cái lễ mà cúng dường 1.250 tỳ kheo đó. Ở đây, đây trên cái vùng mà Tao Chi đó, kỳ trước không biết con đi chưa? Dạ con chưa được đi À, lên đó đó. Thì khi đó họ tụ tập là hết. Thì ở trên đó, dân tộc Bà-ô đó, họ có một số chùa đó. Dân ở trên nó cũng khoảng 600-700 ngàn người. Rồi là lên đó mình cúng dường ở trên đó, nó ở trên cao nguyên á. Thì khi mình cúng dường vậy thì mấy lúc đầu thì mà thì cũng cũng dựng lễ chân y đó thì có vài trăm người họ tham dự thôi, mà càng ngày bây giờ đông nó mỗi lần tổ chức giờ phải 5-6 ngàn người tới tham dự. Ừ. À, về 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 sau đó. Ừ. Vâng. Kính thưa sư, chúng con xin thành tâm đảnh lễ sư ạ. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ sư lần thứ nhất. Chúng con xin thành kính đảnh lễ sư lần thứ nhì. Chúng con xin thành kính đảnh lễ sư lần thứ ba. Ừ. Bây giờ đầu tiên mấy con xin giới này. Ừ. Chúng con xin phạt trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để minh dưỡng hành theo cho được sự lợi ích. Bạch Hóa Đại Đức, chúng con xin phạt trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để minh dưỡng hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch Hóa Đại Đức, chúng con xin phạt trì tam quy và ngũ giới nơi Tam Bảo để luôn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ca Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ca Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ca Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ca Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Pháp quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Sự lấy của không cho. Sự lấy của không cho. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Sự có những hành vi bất thiện. Sự có những hành vi bất thiện. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin
nhân văn những điều học là cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời nói dữ, nói lời nói dữ, chửi rủa mắng nhiếc, chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích, nói lời vô ích. Con xin văn giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin văn giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Sau khi mình thọ trì ngũ giới rồi, bây giờ mình phải đọc những cái lời gọi là nguyện cho có tâm tự hả? Con nguyện giữ hạnh từ bi trong hành động. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong hành động. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong lời nói. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong lời nói. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong ý nghĩ thầm kín. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong ý nghĩ thầm kín. Con nguyện giữ hạnh tinh tấn. Con nguyện giữ hạnh tinh tấn. Con nguyện giữ hạnh nhẫn nhục. Con nguyện giữ hạnh nhẫn nhục. Con nguyện giữ hạnh tịnh khẩu. Con nguyện giữ hạnh tịnh khẩu. Các Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy ngũ giới và giữ các hành nguyện rồi, hãy đáng vâng giữ hành theo chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về quả trời cũng nhờ giữ giới hạnh. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới hạnh. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới hạnh. Bởi các cái cho nên chư thiện nam tín nữ hãy ráng thọ trì giới hạnh cho trong sạch, đừng để lắm nhờ. Bây giờ chúng ta bắt đầu hành thiền rải tâm từ. Trước hành thiền rải tâm từ, mình hành thiền tha thứ. Bây giờ quý vị Phật tử đọc thơ sơ. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Mình có thể dùng chữ tôi hay chữ con cũng được, nhưng mà dùng chữ con để giống như mình hạ mình xuống, mình nói với Đức Phật vậy. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên con đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho con. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên con đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho con. Con xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho con. Con xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho con. Con xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho con.
Con xin thành thật tha thứ cho chính con và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Con xin thành thật tha thứ cho chính con và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Con xin thành thật tha thứ cho chính con và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Trong buổi mà hướng dẫn cho quý vị thì sư sẽ đọc một câu một lần, hai lần, hai ba lần để quý vị đọc lại. Nhưng mà khi về nhà nó mạnh thiện á, mình đọc cho được 10 lần, 20 lần, không cần đếm. Khi nào mình thấy mình thành thật, mình tha thứ cho người khác đó, rồi mới ngừng. Muốn mà tha thứ được cho người khác đó, chỉ nhớ là cái việc thường thường đó, nghĩ đến cái nghiệp của mình đó, luôn luôn suy nghĩ đến cái nghiệp của mình. Mình suy nghĩ nghiệp của mình đó, để mình khỏi đau khổ vì những người khác có hành động, lời nói hay những cái gì đó mà làm cho mình đau khổ, thì mình cũng không đau khổ. Bởi vì mình biết cái nghiệp nó vậy rồi. Nếu mình có trí tuệ thì mình có thể nói cho người ta biết. Nhưng bây giờ mình chưa đủ trí tuệ đâu. Mình nói cho người ta biết rồi, mình sân hận lên. Nhưng mà mình cứ giữ im lặng đây. Cho nên mình tập thời gian cho đến khi mình không còn sân hận nữa thì cái lời nói của mình có nó có mãnh lực. Mình nói với tình thương thì mình nói họ sẽ nghe. Bây giờ chúng ta hãy rải tâm từ. Bây giờ cái vị nghe sư đọc và đọc thầm trong miệng được rồi. Nguyện cho con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho thầy tổ con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho thầy tổ con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho cha mẹ con
tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho cha mẹ con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho cha mẹ con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho thân bằng quyến thuộc con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho thân bằng quyến thuộc con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho bạn bè con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho bạn bè con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho những người cùng chỗ làm với con, những người con thường hay gặp gỡ, tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho những người cùng chỗ làm với con, những người con thường hay gặp gỡ, tràn đầy tình thương,
khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả thiền sinh, tất cả Phật tử tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả thiền sinh, tất cả Phật tử tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho những người không quen biết con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Và cho những người không quen biết con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho những người không có thiện cảm với con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Thì nhắc lại là những người mà không có thiện cảm mình đó, là những người mà họ gây ra hay gây rắc rối với mình, họ làm cho mình đau khổ về vật chất, đau khổ về tinh thần. Thì người nó thường thường mà mình hay ghét mấy người đó lắm. Thì giờ bây giờ mình cũng rã ái tình thương ra, mình không giận dữ họ, mình biết đó là cái nghiệp rồi, mình rã tâm từ cho họ. Mình cho những người không có thiện cảm với con tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng,
thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Chúng sinh ở đây đó là tất cả mọi người, chư thiên nhân loại, tất cả luôn cả những loài cầm thú, những con vật bé nhỏ, những côn trùng, những hạng người nào hạng gì đó mà hãy nó có sự sống đó, nó có sinh mạng, thì mình cũng rải tâm từ cho nó. Vì như tất cả chúng sinh tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sinh đang đau khổ, cầu mong thấy khổ, đang kinh sợ, cầu mong thấy kinh sợ, đang thương tiếc, cầu mong thấy thương tiếc. Nguyện cho tất cả chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sinh đang đau khổ, cầu mong thấy khổ, đang kinh sợ, cầu mong thấy kinh sợ, đang thương tiếc, cầu mong thấy thương tiếc. Cầu mong tất cả chúng sinh sống an vui hạnh phúc. Sau khi mình hành thiền niệm tâm từ rồi, để chúng ta hành thiền minh sát. Thiền niệm tâm từ đó, là mình vốn là mình chưa có tâm từ, mình tạo ra cho có cái tâm từ, mình thương yêu mọi người, mình tập như vậy nó thương yêu lần 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 thì nó quen rồi. Khi đó mình thấy mọi người, mọi chúng sanh mình đều thương hết. Mình tập cái tâm từ như vậy, vậy đó, thì về sau mình thấy mọi người đều là bà con thân quyến của mình hết. Chạy bà con thân quyến mình rồi thì mình tìm cách mình giúp đỡ, mình đừng làm cho họ đau khổ. Thế là mình không có nhiều khi mình không có tiền của để cho người ta, nhưng mà mình biết ăn nói lời nhỏ nhẹ với người ta, mình biết chia sẻ những sự đau buồn của người ta, họ gặp nghịch cảnh gì mình biết chia sẻ, mình chỉ dùng lời nói thôi. Tại vì mình không có tiền mà. Thì như vậy đó, mình cũng đạt được những thành quả tốt đẹp, đem lại an vui hạnh phúc cho mọi người. Nên cho nó nói lại nè, nhắc nhiều lần, bởi vì mình niệm tâm từ, mình muốn tất cả mọi người đều được an vui hạnh phúc. Cho nên mình thấy nhiều người không được an vui hạnh phúc, thì như vậy đó mình sẽ khổ lắm.
sẽ nhắc lại nè, khi mình niệm tâm từ bi hỷ xả đó, niệm tâm từ là mình ban vui đó, không có giận dữ, mình cảm thông họ là có tâm từ. Bởi như là giống như từ mẫu đó, người mẹ đó hiểu biết con cái của mình, thì mình có tình thương đó. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình phát triển tâm từ ra đó, để mình thương yêu tất cả mọi người, có mọi người là thân bằng quyến thuộc của mình, con cái mình, cha mẹ mình. Bây giờ khi mình có tâm từ, mình định làm công việc gì đó, mình sẽ suy nghĩ cho kỹ càng. Có nên làm không? Làm vậy đó, nó có ảnh hưởng đến ai không? Mình nhắc lại có ảnh hưởng đến mình không? Mà đến mình là gì? Nó làm cho tâm tham mình phát sinh, nó làm tâm sân mình phát sinh. Thì tham mà sân rồi đó là hai cái chính, thì luôn luôn nó đi kèm với là si mê. Do đó nhiều khi mình làm bất cứ chuyện gì đó, mình phải nhớ đó, đừng có si mê, và sáng suốt mình làm. Thì mình kiểm soát lần 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 đó, thì mình kiểm soát được cái thân, cái khẩu mình, rồi mình kiểm soát được cái tâm của mình nữa. Đó là khi niệm tâm từ là, nhưng mà nhiều khi mình muốn cho họ an vui hạnh phúc mà họ không được an vui hạnh phúc. Thì nhiều khi mình là buồn, mình khổ, mình tìm cách giúp đỡ cho họ mà giúp đỡ không có được. Thì khi đó mình phải làm sao? Thì khi đó mình phải tập tâm xả, mình phải luôn luôn suy tư đến cái nghiệp. Cái nghiệp khó như vậy rồi đó, thì bây giờ cũng họ phải chịu thôi, mình cũng phải chịu thôi. Ngay cả Đức Phật cũng vậy, Ngài tìm khách, Ngài dạy dỗ, Ngài giúp đỡ cho rất nhiều người, mà có người Ngài giúp đỡ không có được. Thì Ngài biết cái nghiệp của họ vậy rồi, Ngài tìm cách giúp đỡ nhiều lần nữa. Thì Đức Phật đó, thì Ngài không giúp đỡ tiền của, nhưng mà khuyên lên người ta, chỉ dẫn cho họ cách mà tu hành, cách luyện tâm làm sao để nó có từ bi hỷ xả. Nhưng có người Ngài dạy được, có người họ không dạy được, có người họ không có nghe. Thì như vậy đó, nhiều khi mình muốn người ta được làm được điều thiện mà họ không nghe mình, cho nên mình cũng khổ. Thì khi đó mình phải suy nghĩ đến tất cả chúng sanh đều có nghiệp, mà nói họ không nghe được á, là cái đó cũng có phần nghiệp của mình, nghiệp của những người ta nữa. Để cái tâm mình nó khỏi khổ, thì suy nghĩ đến cái nghiệp đó đó, là khi đó mình có tâm xả. Thôi mình gặp nhiều cảnh đau khổ thế gian là lắm, nhất là những người bà con thân quyến của mình, họ đau khổ đó, mình muốn cho họ hết khổ mà họ không hết được. Thôi vật chất, họ về tinh thần, có khi họ bệnh hoạn, có khi là họ đau khổ về tâm. Thì cố gắng giúp đỡ cho họ mà không được thôi, thì đừng để cho hại cho mình. Là khi đó mình phải có cái tâm xả. Thì quý vị tập thường thường tập quen quen rồi đó, thì từ bi hỷ xả nó sẽ phát triển. Là khi đó mình sẽ sống cuộc đời rất là an vui hạnh phúc. Mình có an vui hạnh phúc được rồi, mình mới có thể chia sẻ cái an vui hạnh phúc của mình cho người khác được. Đó là hành thiền, đó là gọi là thiền chỉ đó. Là vốn là mình chưa có, mà bây giờ mình cố gắng mình nhìn cho thấy, mình tạo ra cho nó có được. Còn bây giờ hành thiền minh sát là gì? Mình thấy thực tế trên thế gian nó thế nào mà nhìn nó như thế đó. Mình không dại dột, mình mong cầu, và mình có thể mong cầu, nhưng mà mình biết có thể cái mong cầu mình có thể được hay là có thể không. Thì làm sao mình có được cái đó?
thì mình phải quan sát vào vật chất và tâm. Để mình thấy vật chất nó luôn luôn vô thường, luôn luôn biến đổi, biến đổi. Do vô thường cho nên nó biến đổi đó. Lúc nó thế này, lúc nó thế kia. À, thì cái hành thiền minh sát mình nhìn vào đó. Mình nhìn vào sự biến đổi của cuộc đời. Mà để hai cái mình chú ý đến là cuộc đời này mình nói là nó có phần vật chất và tâm. Thì nhìn vào để mình thấy vật chất nó luôn luôn biến đổi. Và tâm nó luôn luôn biến đổi vậy. Thế vì sao mình thấy nó biến đổi vậy, mình không có đau khổ nữa. Mình biết sự thật nó là vậy mà. Thì bây giờ quý vị về nhớ chú ý vào mình làm sao mình thấy rõ thân tâm mình được. Thì thân của mình đó là để cho dễ hiểu đó, mình thấy nó có cứng mềm nóng lạnh chuyển động sức hút. Mình có thể dùng chữ là đất nước gió lửa, cơ thể mình là đất nước gió lửa. Và nhìn vào trong cơ thể mình là để thấy đất nước gió lửa. Mà thấy đất như cái lửa nó luôn biến đổi. À, nó luôn luôn biến đổi, tức là mình thấy được vô thường. Tại vì nó luôn luôn biến đổi vậy đó, thì mình đâu muốn nó biến đổi đâu. Nhưng mà nó cứ biến đổi. Như vậy mình sẽ biết là mình muốn là một chuyện, mà được hay không là một chuyện đó. Thì cái đó mình thấy là mình thấy được vô ngã. Là tôi không có thẩm quyền gì được ở trên thế gian này cả. Tôi thẩm quyền là tôi muốn cái gì nó phải xảy ra giống như vậy. Còn đây tôi thấy tôi muốn mà nó không xảy ra đúng theo tôi. Như cái chữ đó nghĩa là vô ngã. Thì nhắc lại nhiều lần nó là như vậy đó. Sự vật trên thế gian này á, nó xảy ra ngoài cái ý muốn của mình. Không thuận theo ý muốn của mình đâu rồi. Cái là vô ngã. Thì đừng tìm hiểu cái nghĩa triết học là có tôi là không có tôi như cho mệt, thấy không? Chỉ nhớ là vô ngã nghĩa là gì? Mình không có thể cái gì, mình không có chủ quyền trên tất cả cái gì trên thế gian này cả. Ngay cả cơ thể mình nữa, mình cũng không có chủ quyền. Mình không thể bắt nó làm gì, nó làm theo mình được. Mình chỉ bắt được nhiều khi chút chút thôi. À, bởi vậy cho nên mình thiền minh sát để mình thấy vậy. Thì bây giờ mình có thể dùng hai cái chỗ để mình hành thiền minh sát. Đó là hai chỗ chính á. Mình có thể dùng vào chú ý vào mũi. Để mình thấy hơi thở nó ra, nó vào, nó ra, nó vào. Hơi thở nó ra thì cọ trong mũi mình á. Thì mình tìm gì đi? Mình phải tìm thấy tứ đại trong cái chỗ mà cọ nhau đó. Mình để thấy nó nóng lạnh nè, nó cứng mềm nè, nó chuyển động, nó có sức hút. Đó là đất nước gió lửa đó. Ai không có nhớ chuyện đất nước gió lửa thì nhớ là nóng lạnh, cứng mềm, chuyển động, sức hút. Mà đúng ra phải nhớ cái chuyện đó. Nhưng ngày xưa người ta thấy người ta khó nhớ, cho nên người ta đặt chữ đất nước gió lửa. Do đó khi mình thiền không phải mình thấy là thấy đất nước gió lửa đâu, mà mình sẽ thấy nóng lạnh nè, cứng mềm, chuyển động, sức hút. Rồi mình thấy cái nó tan biến, nó đi về không. À, thì bây giờ quý vị có thể chú ý vào mũi hay chú ý vào bụng. Nhưng mà tại sao ở bên Miến Điện đó là ngày mà hội chủ về cái tập Tam Tạng lần thứ 6 đó mà đi học, rồi sau khi ngài thành công rồi ngài ra ngài dạy thì ngài thấy rõ ràng đó, những người nào mà chú ý vào mũi đó là khó, mà chú ý vào cái bụng dễ hơn. Mình chú ý vào bụng là gì? Để thấy đất nước gió lửa trong đó, để thấy nó sinh nó diệt. Thì có nhiều người nói Đức Phật đâu có nói về bụng. Đức Phật đâu có nói về cái bụng đâu. Đức Phật cũng nói là quan sát gì, cái gì nó có sự sinh diệt.
là đề mục đáng cho mình quan sát để mình thấy nó tới nó mất, để mình thấy được vô thường khổ không ngã. Nhưng có những người hỏi như vậy, tôi thấy gì vô thường bên ngoài được không? Tôi thấy nó may nó bay á, tới mất mất rồi đó. Thì cái đó cũng được, nhưng mà cái đó là mình khó thấy, mình chỉ thấy được nó bay thôi. Thế làm sao mình thấy được nóng lạnh cứng mềm? Do đó Đức Phật nói là cái cơ thể của người ta này là tất cả những gì trên thế gian đó, những đặc tính gì trên thế gian nó đều nằm trong cơ thể mình đó. Thành cơ thể mình gọi là tiểu thế giới đó. Mình nhìn vào đó, cũng như mình muốn phân tích một cái gì đó, mình qua thì trong đó có những chất gì thì mình không phải lấy tất cả mọi thứ ở trên thế gian này để mình phân tích đâu. Cũng như mình biết, muốn biết sức sức lạnh của tuyết thì như vậy mình chỉ lấy một phần nhỏ thôi, tuyết thôi, mình phân tích, mình coi nó nhiệt độ nó bao nhiêu, mình coi cái nhiệt độ nó chẳng hạn, thì mình chỉ cần nhỏ nhỏ thôi. Thành ra thường thường học thí nghiệm họ chỉ lấy những vũ mật mà bằng bé nhỏ rồi thí nghiệm, rồi họ suy ra tất cả mọi thứ. Thì cũng vậy, khi hành thiền đó, mình chỉ cần nhìn vào trong cơ thể mình thôi. Cơ thể mình nó đất nước cho lửa, nó thay đổi. Thì từ đó, đó là mình thấy được cái tuệ giác gọi là trực tiếp. Thì khi đó nó sẽ có tuệ giác gián tiếp, thì mình thấy đó, cơ thể mình nó thay đổi như vậy. Cho nên mọi sự vật ở thế gian này nó cũng đều thay đổi như vậy. Bây giờ quý vị để 50 phút mình chú ý vào mũi hay chú ý vào bụng. Những người mới đó nên chú ý vào cái bụng tốt hơn thì mình dễ thấy hơn. Chú tâm vào chuyển động của bụng. Theo dõi chuyển động phòng từ lúc khởi đầu cho đến lúc chấm dứt. Theo dõi chuyển động xẹp từ lúc khởi đầu cho đến lúc chấm dứt. Nếu chú ý vào mũi thì theo dõi những cảm giác ở mũi đó. Từ lúc hơi thở nó ra cho đến chấm dứt. Lúc hơi thở nó vào cho nên khi chấm dứt, mà không phải nhớ một cách tổng quát là vào ra đó thôi, mà phải coi cái tứ đại đó, ở trong mũi á. Nhớ bụng cũng vậy, chú ý cái tứ đại nó bụng. Mình thấy nó nóng lạnh cứng mềm, chuyển bụng, chuyển động mà sức hút. Lúc đầu mình nói giai đoạn đầu tiên mình chỉ thấy nó thôi, nên mình chăm chú nữa thì mình thấy nó đến đi nó thay đổi.
Thường thường Đức Phật dạy đó là phải bố thí, trì giới và tham thiền. Cái bố thí là khởi đầu, bởi cái bố thí dễ làm hơn. Và trì giới nó khó chút xíu nữa, là tham thiền nó còn khó chút xíu nữa. Tham thiền nó còn thiền, thiền chỉ, thiền, thiền quán. Thì bây giờ nha, quý vị thấy cái nạn Covid đó, thì nó tràn lan khắp thế giới. Cho nên mỗi năm thì thường 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 á là ở chùa thường thường có tổ chức là cúng dường cho những vị tăng ni ở bên Miến Điện đó. Mỗi lần cúng mới vậy là một năm vậy là cúng 1.250 vị tăng. Nên là ở chùa, những chùa nào có sư đến thì tôi khuyến khích tổ chức đó. Thì mà làm tổ chức là mình tổ chức làm sao mình cúng dường cho những chỗ nào mình, những vị sư mà họ khó khăn nhất họ nghèo nhất á. Tại bên Miến Điện đó có một cái vùng cao nguyên, nó nói tên là vùng Tông Chi hay là Tao Chi. Vùng đó đó là thường là ở vùng đó là có dân tộc Bà Ô đó, dân tộc thiểu số Bà Ô. Mà dân tộc thiểu số đó ở Miến Điện đó là mỗi dân tộc về họ nhiều lắm, chứ không có phải giống như Việt Nam chỉ nhóm nhóm ít ít thôi. Như dân tộc mà Bà Ô đó thì họ có tới 600-700 ngàn người. Rồi dân tộc Sen á thì họ có tới 3-4 triệu người, chứ không phải là ít giống như ở Việt Nam đâu. Thì hàng năm á thì sư hay chọn mình đi mình bố thí cúng dường á ở trên, nó có thể mình gọi là cái làng thượng đó, cái dân tộc Bộ ở trên đó, ở trên đó là họ nghèo nàn hơn mấy chỗ khác. Thì mỗi năm á đều có làm cái lễ cúng dường cho 1.250 vị tăng. 250 vị tăng là sẽ lấy cái số mà khi mà sau khi Đức Phật giác ngộ rồi, Ngài đi dạy đạo đó, thì Ngài dạy đạo được nhiều người rồi đó, thì Ngài, sau đó cái năm đầu tiên đó thì Ngài muốn tụ họp tất cả các vị thánh tăng, mà đặc biệt đó là những vị thánh tăng gọi là Ehipiku đó, là những thánh tăng mà có nhiều phước, họ tu học nhiều rồi, mà khi gặp Đức Phật á, Ngài chỉ nói một câu thôi, họ nói Ehipiku, mà tự nhiên họ có phước báo đó, tóc họ rụng hết, rồi y áo họ có sẵn, có bát đàng hoàng, họ trở thành một vị sư bất là đạo mạo. Mặc dù lúc đó họ chưa đắc quả A La, nhưng những người có phước đó, họ bố thí cúng dường, nhất là họ có xuất gia nữa, thì họ sẽ trở thành là Ehipiku. Tuy nhiên là mỗi lần Ehipiku nghĩa là Đức Phật chỉ nói là hay lại đây thầy tỳ kheo, hay là còn là thiện lai tỳ kheo đó. Thì hàng năm là sư đệ tổ chức như vậy. Mấy hôm trước là suy nghĩ tổ chức không được, nhưng bây giờ là sư liên lạc ở bên Tạp Chi đó, thì mấy vị sư nó ở bên đó, mấy chỗ khác đó thì tổ chức không được, nhưng bên này nó ở trên vùng cao nguyên mà, cho nên cũng ít người là bị bệnh. Thì mình làm cái lễ cúng dường chư tăng ở trên đó thì nó rất là thuận tiện. Cho nên kỳ này đó sư cũng kêu gọi bà con gửi tiền đó qua cúng dường 1.250 tỳ kheo, và đồng thời mình cũng là cúng dường thêm cho những người mà nghèo ở trên cái vùng Tao Chi đó. Bây giờ là có một số Phật tử đã gửi tiền cúng dường, thì ở dưới San Jose cũng có mấy Phật tử họ đứng ra, rồi cũng có mấy chỗ khác họ đứng ra, thì bây giờ họ đã gửi được một số tiền nè, thì sư xin đọc là lên để cho quý vị nghe mà để hoan hỷ với phước báo của người khác. Con đọc đây. Dạ, sư cô tịnh an.
cô Mỹ Linh, cô Nga Vi, gia đình cô Nguyên Minh, cô Kim On, gia đình Đỗ Trước, Phương Lan, gia đình Ngân, cô Hoa Đỗ, cô Ích Canada, Phật tử chùa Bát Nhã Canada, Hoàng Anh, Hội Đức Family, Sen Nguyễn và Phước Huỳnh, Mai Hoàng và Bill, Chi Đỗ và Bùi Tiên, ông bà Huỳnh Văn Hoa và các con, Hương Nguyễn và Hoàng Lê, Don Võ và Linda Johnson, gia đình Bảo Lộc và Quý Lâm Nguyễn, gia đình anh chị Hồng Vina Nam, gia đình Chi Dân, gia đình chị Nga QLB, gia đình anh chị Thủy Hưng, gia đình bác Nga, gia đình cô Tùng, gia đình cô chú Vinh Vân, gia đình cô Từ Chánh, gia đình anh chị Tươi Phong, gia đình anh chị Yến Dũng, gia đình anh chị Hường Hùng, gia đình Stephen and Tina, gia đình bác Hồng Đức, gia đình Trần Lộc, gia đình Vicky Sabrina, gia đình Thu, gia đình bác Thiện Bảo, gia đình Đức Nghiêm, gia đình Phan Hồng Mỹ, gia đình Trần Thị Mùi, Lê Mỹ Hưng, Trần Đại Huê, Trần Thị Hoan, Vương Cẩm Tòng, Vương Cẩm Hớn, Vương Bội Quân, Trần Tuyết Nhung và Tuyết Nga, gia đình Nhi Lâm, gia đình Chi Trinh, gia đình Chi Hằng, gia đình chị Loan, gia đình chị Cúc, gia đình chị Lộc, gia đình Hiền, gia đình Tara, gia đình Nguyễn Văn Thanh và Fiona, gia đình Võ Thanh Hùng và Thủy. Và Thủy không có nói. Dạ không. Để trong đó con đọc hết rồi. Ở Úc ha. Dạ. Ở Mỹ ha. Dạ. Ở Canada ha. Dạ. À, như vậy là tổng cộng số tiền là được bao nhiêu cho bà con biết ha. Dạ. Ở Úc là 6.800 đô la Úc. Có nghĩa là 5.145 đô la Mỹ. Ở Nam Cali với lại Canada là 2.550 đô. Và ở Bắc Cali là 950 đô. Rồi, quý vị phải hoan hỷ với phước báo của những vị đó cúng dường. Quý vị nào mà thấy chưa cúng dường được thì gửi đến cúng dường. Mà không cúng dường được thì mình hoan hỷ với phước báo của những người mà đó cúng dường. Mình nói cho những người khác biết để cúng dường. Bây giờ quý vị là tiếp tục với chương trình. Rồi, bây giờ quý vị... có câu hỏi gì thì hỏi à. Dạ, kính thưa sư, có Phật tử có câu hỏi à. Ừ. Trong cái hành thiền đó,
Làm hành thiền là đem thấy sự sinh diệt của vật chất và tâm. Vật chất mình dễ thấy nhất là trong cơ thể mình. Và vật chất lúc nào cũng hiện diện, thì mình chú ý đến vật chất nó dễ hơn. Rồi khi nào mà mình chú ý đến vật chất mà tự nhiên tâm nó có gì khởi sinh lên đó, thì khi đó mới chú ý đến tâm. Chứ không không có vô ngồi là đi chú ý đến tâm liền. Tại khi nó tâm nó có gì đâu mà chú ý. Thành ra khi nói niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp như vậy đó. Nhưng mà hay là niệm đề mục, niệm về thân hay niệm về tâm, thì cái nào cũng nổi trội lên thì mình chú ý vào. Mà nhớ là cái thân đó nó nổi dễ hơn, dễ thấy hơn là cái tâm. Rồi quý vị có nhiều người nói là tôi tu Phật là tôi phải tu tâm mà. Nhưng đừng có lo, cứ nhìn vào thân đây, cái thứ dễ trước. Là khi mà quý vị hành thiền thời gian, thấy rõ được một thời gian nữa lên từng tuệ giác, thì nó sẽ thấy rõ là thân và tâm. Nhất là khi mà cái thể bây giờ thấy thì mình sẽ thấy đời mục nó sinh nó diệt, nó tới mất là đều thân đó. Đồng thời mình cũng vừa thấy cái tâm nó chú ý vào cái đời mục đó, nó cũng sinh diệt. Nhưng mà lúc đó là thế nào? Tại vì thường thường mình tu học là mình chỉ chú ý một cái thôi, không được chú ý hai cái một lần. Mình không có thể nào mà có thể chú ý được hai cái một lần hết đâu. Mình tưởng mình chú ý được nhưng mà không thể chú ý được. Cho nên mỗi lần chỉ chú ý một cái thôi. Mà cái mà nó hiện diện thường xuyên đó là những cái gì nó ở trên thân á, mình thấy thường xuyên hơn. Còn tâm á, lâu lâu nó mới thấy. Nhưng mà đến khi mình tu hành thời gian sau đó, mỗi lần nhìn thấy thân là mình sẽ thấy tâm. Nhưng mà lúc đó thì Đức Phật dạy thế nào? Nó khi mình thấy cả thân cả tâm rồi đó, thì khi đó mình muốn cho thấy rõ, mình chỉ chăm chú vào thân thôi. Khi mình chăm chú vào thân rồi đó, thì cái tâm nó sẽ mờ đi. Là mình chỉ thấy được sinh diệt ở nơi thân là mình đã giác ngộ đạo quả rồi. Rồi lâu lâu mà tâm mình nó hiện ra, thì khi đó mình mới chú ý. Thì cũng như là sư nhắc nhiều lần đó, thường thường mình muốn coi gì là mình phải coi nó xảy ra trong hiện tại kia, chứ đừng suy nghĩ nó. Thế ví dụ cũng giống như là khi mình thấy một tia chớp trên bầu trời đó, thì khi nó chớp phải nhìn ngay vào lúc nó chớp rồi mình thấy rõ được nó. Còn nó chưa chớp mình nghĩ đến là mình chỉ ôn là quá khứ tâm nghĩ thôi. Ngay cả khi nó chớp xong xuôi rồi đó, rồi mới ghi nhận, thì làm sao mình ghi nhận được? Thì mình cũng nhớ lại cái quá khứ thôi. Vậy thì cố gắng chú ý đến đề mục trong hiện tại. Nhưng mà lâu 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 hắn lọc vào tâm vậy đó, thì mình chú ý vào tâm, chứ đừng có cố ý chú ý vào tâm. Dạ, có câu gì nữa không? Dạ, thưa sư, chỉ có câu hỏi đó thôi ạ. Dạ. Rồi ở đây mấy vị có câu gì hỏi đây để chia sẻ với mấy vị khác. Rồi hiểu. Hôm trước mấy con đây có hỏi gì sư đó, bây giờ nữa, hỏi lại đi. Bây giờ mình thấy cái gì đó ha, nó xảy ra mình ghi nhận đi. Cái nó chưa xảy ra là không có tìm hiểu. Mình phải tìm hiểu tìm ở trong hiện tại đó. Thấy không? Giống như khi nãy đó mình nói mình chú thấy cái thân thì mình cái quan sát thân đây.
Rồi khi nào tâm nó hiện ra thì mình ghi nhận cái tâm. Thường 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 đó, cái tâm mình nó vậy đó, lúc đầu đó luôn luôn mình muốn cho thấy nó cho nó rõ đó, thì thường thường vậy. Mà muốn thấy rõ như vậy tự nhiên là khi mình muốn thấy rõ như vậy thì nó vô tình nó cố gắng, mình phải thở mạnh hay thở nhẹ để nó thấy rõ. Thì bây giờ cho mình nhìn vào đó, mình biết, mình đừng có mong cầu và thấy rõ nó, thấy thấy nhẹ cũng được, thấy nặng cũng được, chứ đâu có phải là bắt buộc là phải thấy rõ đâu. Nhỏ mà là thấy rõ là cũng được, mà lớn mà mình thấy rõ cũng được. Nghĩa là ý là mình chăm chú vào cái chuyện đó, chứ không phải mình thấy rõ rõ ràng. Nó mờ rồi mình thấy nó mờ, mà nó mạnh mình biết nó mạnh, thấy không? Nó cứng thì biết cứng, nó mềm mình biết mình mềm. Nhưng mà nhớ mình chú ý vào cái sự thay đổi của cứng mềm, cái thay đổi của nóng lạnh, chứ không phải để thấy nó là cái gì đâu. Mình chú ý vào sự thay đổi rồi coi là mình chú ý vào cái đó, mình mới gọi là hành thiện minh sát. Thì nhờ là mình chỉ chú ý đến sự thay đổi vậy đó, cho nên á mình không bị ảnh hưởng bởi những chuyện ở thế gian, phải không? Bữa trước mình nghe ai nói câu gì đó, và họ nói câu cũng câu đó, mình nhìn cái mặt họ thấy cái mặt họ như thế nào. Và thì như vậy là chưa phải hành thiền đúng không? Mình chỉ nghe cái câu nói họ nói cho rõ, mình lo nhìn mặt họ đó, nhiều khi tâm mình nó cũng không nhớ được là họ nói cái gì đó. Thì mình chỉ nghe nói thôi, nhưng mà đó là cái cần đó. Ví dụ họ giận mình cái gì, họ nói chuyện mình cái gì thì mình chú ý vào đó. Còn những chuyện bình thường ở ngoài mà biết bao nhiêu người nói, biết bao nhiêu người nói cái này nói kia, mình chú ý đến cái đó làm gì? Khi mà mình cần chú ý thì mình chú ý, còn cái đó nó không đem lợi ích cho mình thì khỏi cần chú ý. Thì nhớ có một lần á là xe đi với ngài Kim Triệu đi lên dạy, đi lên hướng dẫn thiền ở trên tu viện Kim Sơn đó. Thì khi đó đó, thì khi mà đưa ăn cơm vậy thì thầy Tịnh Từ nói chuyện với chứ, nói chuyện gì đó. Khi nó nói một lát rồi thì sư giải thích, là sư cũng nói nó đây này, thầy muốn nghe rõ để ngài Kim Triệu mà giải thích cho. Thì khi đó sư mới nói, ngài nãy giờ mà tụi con bàn luận với nhau vậy đó thì ý kiến ngài thế nào? Ngài nói cái gì? Ý kiến gì? Thì như vậy đó, mình thấy rõ ràng đó là khi mà ngài ăn á thì ngài chỉ ăn thôi, còn ai mình bàn luận chuyện của người ta thì người ta bàn luận. Khi nào người ta hỏi mình đó thì khi đó mình trả lời. Cái đó là một cái điều để cho mình thấy là về chánh niệm đó. Mình chánh niệm vào cái gì mình chánh niệm, còn những chuyện khác mình chánh niệm chi? Mình chú ý này chi? Chỉ khi mà trường hợp đó mà cái nó mạnh quá đi, nó mạnh quá, nó khiến cho mình không chú ý được cái đề mục chính của mình, không chú ý việc đang làm của mình, thì khi đó cái đề mục mạnh đó mình mới hướng tâm đề mục mạnh đó. Mà hướng tâm mục mạnh nó gì? Để không phải biết đó là cái gì, mà chỉ biết đó là sinh diệt, sinh diệt thôi. Bây giờ cho nên nó người mình thiền, họ chửi mình phải không? Mình đang ngồi thiền, bây giờ nó chửi mình to quá, thì mình nghe tiếng chửi, thì mình nghe tiếng chửi là sao? Rồi mình chú ý đến tiếng chửi tới mức á. Khi đó mình bỏ qua chữ tiếng chửi thì mình đi làm, bây giờ tôi đang thiền, nãy giờ cái đề mục tôi thấy bụng nó khó, nhưng bây giờ có nghe tiếng động lớn quá vậy, thì tôi dựa vào cái tiếng động là tôi thấy tiếng động sinh diệt. Nhiều khi mình đương làm việc mà mình có chánh niệm vào công việc đàng hoàng,
mà ai chửi mình cái gì rồi mình niệm cái tiếng động đó, hay là mình khi giác ngộ nhờ người ta chửi á thì người ta mới nói là phiền não tức bồ đề. Họ nói phiền não là tức bồ đề, là phiền não là bồ đề. Nói vậy thì nhiều khi khó hiểu, nói mình phải lợi dụng cái phiền não đó để mình phát sinh bồ đề. À, dễ chỉ đưa nghe được những tiếng động lớn vậy thì mình lợi dụng cái tiếng chửi của họ đó để mình hành thiền. Dạ kính thưa sư, có một câu hỏi nữa ạ. Thưa sư, giờ con hành thiền, ngoài việc ngồi thiền ra, con có nhận buồn, có đau khổ là buồn chán, thì như thế hành có bị sai không thưa sư? Thì mới lúc đầu thì nó có những cái đó chứ. Lúc đầu nó có, nó mình chú ý sanh diệt thôi. Cho đến khi mình thiền thời gian sau đó mà nó ngay mà nó đắc quả tu đà hoàn đó thì nó cũng tiêu diệt được một số phiền não thôi. Thì những phiền não khác nó cũng chưa có tiêu diệt được. Ví dụ như một người mà họ có đắc quả tu đà hoàn rồi đó. Thì họ biết rõ đó là cơ thể này đó là nó chỉ có vật chất và tâm thôi. Trên thế gian này nó chỉ có hai phần, một phần tinh thần, một phần vật chất thôi. Là khi nào đắc quả tu nó sẽ thấy rõ như vậy. Là một trong những cái đắc quả tu. Rồi thứ hai là chứ hằng ngày xưa họ còn có nghĩ là mình là do một cái ông trời sinh ra, là một người nào sinh ra. Rồi mình có một cái linh hồn nó vĩnh viễn rồi này kia đó. Cái thân nó mới thay đổi thôi. Thì khi mình đắc tu đà hoàn nó sẽ mất cái ý tưởng đó, mình sẽ thấy rõ những đúng như Đức Phật dạy, mình trên thế gian nó chỉ có vật chất và tâm thôi. Và khi mình biết được như vậy đó thì mình biết như vậy rồi thì mình có cần còn hoài nghi gì nữa đâu, mình biết rõ rồi thì mình không còn hoài nghi. Thì thường mình nói cái này cái kia vậy chứ mình sống mà nếu mình chưa đắc tu đà hoàn là mình còn hoài nghi vậy lắm. Khi mà đắc tu đà hoàn rồi là mình hết hoài nghi, mình nói sự vật nó là vậy đó, thấy rõ vật chất là vật chất, mình thấy rõ tâm là tâm. Mà nhất là khi đắc tu đà hoàn nữa, nó còn thấy được cái nghiệp nữa, thấy được cái nghiệp đó, mà khai đầu là thấy này, chắc chắn nó phải có cái nhân gì đó, bây giờ nó mới có quả ở đây nè. Có thể cái nhân nó nằm xa, mà bây giờ cái quả bây giờ nó mới trả cũng có. Rồi người mà đắc tu đà hoàn như vậy đó thì một phần là thường thường đó là hay nói là người ta không còn mê tín dị đoan nữa. Cái chữ này là chữ giới cấm thủ đó, là nó một phần nói là thực hành những phương pháp mà hay là có quan điểm những chuyện đời về như kia là sai lầm, là gọi là giới cấm thủ đó. Khi đó biết là thế gian này đó, nó phải sinh diệt mà nó phải có nhân quả, nó có nghiệp báo. Thì khi nào đắc quả tu đà hoàn đó thì khi họ thấy rõ vậy đó thì Đức Phật mới nói là cái người mà đắc quả tu đà hoàn đó, người đó khi mới gọi là có thấy biết thật sự. Còn bây giờ mình chưa thấy biết đâu, và khi đó mình mới có là đức tin thật sự. Thế còn nhiều khi nào mình hành thiền hay mình làm việc thiện rồi mình nói không biết chuyện nó có xảy ra không ta, có kết quả không. Bây giờ những người mà họ đắc quả tu đà hoàn thì Đức Phật biết người nên đắc quả tu đà hoàn rồi mà họ nghèo quá, cho nên Đức Phật mới dặn chư tăng khi mà đi bác đó tránh cái nhà đó đi, tránh cái nhà vị tu đà hoàn đây bởi họ nghèo quá. Rồi mình tới là họ có cái tâm mạnh á, họ có gì họ cũng hết á, tội nghiệp họ.
Đó, mình cứ hành thiền đây để mình biết, mình chỉ chú ý cái thân, cái tâm mình, thấy không? Thân nó chuyển biến như thế nào mình chú ý vào, tâm chuyển biến như thế nào mình ghi nhận. Mà khi nào cái nào hiện diện ra thì mình mới chú ý, còn đừng chú ý cái này, đừng có nghĩ đến cái khác. Rồi quý vị hành thiền thời gian xong nữa đó, quý vị sẽ thấy có nhiều đề mục lắm. Ví dụ như chẳng hạn như có Ngài Anh Chàng Trang nói đó, trong khi Ngài đứng hành thiền, Ngài chú tâm vào cái đề mục của mình Ngài. Nhưng Ngài một lát là nghe cái tiếng ồn ào trong làng á, mà nói bình thường đó là Ngài đâu có nghe được đâu. Nhưng mà đến khi tâm là an lạc tĩnh lặng rồi, giống như cái lỗ tai biến thành là sắc bén, thì Ngài nghe được những tiếng ở trong làng á. Thì Ngài nói, hãy Ngài chú tâm vào những tiếng ở trong làng đó, thì những tiếng ồn mà quanh quanh này cũng quên mất, không nhớ nữa. Mà Ngài chú ý tiếng đồng ở gần đây, thì tiếng ở trên trong trong làng nó mất. Thì mình thiện vậy, như vậy mình nên chú ý đến cái tiếng trong làng hay là cái tiếng gần gần ở đây. Thì tiếng làng nó xa, phải không? Khó thấy được sự sinh diệt. Còn chú ý ở đây, mà nếu Ngài chú ý ở đây nữa, nhưng mà thấy nó to vậy, mà khi tâm mình thanh tịnh nó không có rõ bằng cái chuyển động phòng xẹp của mình, bằng những cảm giác trên cơ thể mình phải chú ý vào đó. Thế nên có một lần đó, Đức Phật đó, ngài ngồi thiền trong rừng, mà khi đó là Ngài chưa giác ngộ đó. Đó, Ngài có tâm định rất là mạnh. Thế nên khi Ngài ngồi thiền buổi đêm, ngồi xong xuôi rồi, buổi sáng dậy đó, thì có mấy người tới nói là hôm qua đó sét đánh mạnh lắm. Bây giờ ngài thấy không, gần gần chỗ Ngài đó có hai con trâu bị sét đánh chết đó. Thì khi đó Ngài mới thấy có hai con trâu nó bị sét đánh chết, mà tiếng sét đánh to vậy lắm, thấy không? Mà khi mà ngồi thiền Ngài cũng không chú ý nữa, tại Ngài lo chăm chú vào cái đề mục của Ngài. Bây giờ cho nên khi mà thiền rồi mình cứ chăm chú vào đề mục của mình thôi, còn mọi chuyện ở ngoài đừng có chú ý nữa. Thì cái đó mới là gọi là có mắt làm như mù á, có tai là làm như điếc, có cơ thể làm như yếu đuối. Thằng có nhiều người hỏi đấy, cơ thể làm như yếu đuối là thế nào? Thì người nói cứ coi những cái người bị đau lưng á, phải không? Họ đi đau lưng biểu họ đi nhanh, họ có đi được không? Họ mới đi chậm chậm, phải không? Thì như vậy đấy, khi mình thiền mình cũng đi chậm chậm chậm, mình thấy giống như người đau lưng á, mà họ đi không được, họ đi họ đau. Một trong những cái mà khi hành thiền đó ha, một cái điều mình tránh là tránh tò mò. Cái chuyện xảy ra kệ nó, cứ đi kiếm cho nó ra nguyên nhân đi, tại sao vậy, tại sao kia chứ cho mẹ vậy. Thế người mà biết hành thiền tốt đẹp rồi đó, họ cũng sẽ không nói những chuyện gì mà vô ích đó. Thì có lần chính mà má xe đó, mà thấy đi đường mà thấy xe tông á, xe tông rồi mà thấy mà nhìn thấy xe tông, mà thấy một người nó đang dạy đó mà sắp chết đó. Rồi mà thấy bà sợ quá, bà không dám nhìn nữa, không đi về nhà. Thì đây vậy đó, bà kể cho chuyện nó cho sư nghe, rồi bà kể cho nhiều người khác nữa. Chứ một hôm á, sư nói là cách đây mấy ngày có chỗ đó đó, nó có một cái chiếc xe tông, rồi có một người đó họ nhảy đành đành vậy đó. Thấy ghê gớm lắm. Rồi tự nhiên má sửa nó, ai kể sư nghe vậy? Tôi nói là thấy chưa, má kể cho con nghe chứ ai. Thì nói
đó, mắc kẹt trong nghe. Rồi, bây giờ mình nhớ là mắc kẹt nghe đó để chi, phải không? Mình để như thì giờ mình làm chuyện khác, thành ra ngay kể cho người ta nghe đó cũng phải còn hãnh diện là tôi được thấy chuyện đó, tôi kể cho chị nghe chứ mấy người khác không có thấy đâu. Thành ra mình muốn mà bớt chuyện đó thì mình thấy vậy. Thế chi mình nói là mình đem lại cái chuyện đó, mình thấy mình nghe gì mà có đem lại lớn cho người khác rồi mình nói cho người ta, thế nói vậy là cũng làm cho họ kinh sợ nữa. Mà lúc mà họ kinh sợ vậy phải không, thì cái tâm họ đâu có chánh niệm được. Rồi nhiều khi mà nghe người ta nói vậy đó cũng ảnh hưởng vào trong tâm á, mình an tâm. Rồi cái chuyện cũng mình cái suy nghĩ mình sợ nguy hiểm. Thật ra khi mình tu hành vậy mình muốn nói mà hỏi nói ra để làm gì, nói ra có giúp cho người ta giải thoát không, hay nói ra nó có giúp cho mình giải thoát hay không. À, khi đó mình lại nói, đó là một chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Nhưng nhiều khi sống ở trên thế gian này, nó cũng hoàn thiện rồi, cũng tới trời sở. Nè, rồi đến khi ăn á, là mấy bữa trước con nói chuyện nhiều lắm, bây giờ không nói chuyện nữa. Rồi cũng sợ họ nói mình không có thân thiện. Thì cho nói là người ta thích nói chứ không phải người ta thích nghe đâu. Thì mình muốn tỏ ra thân thiện á, mình nghe thôi chứ đừng nói, phải không? Chứ mình họ dành nói chứ họ không dành nghe đâu. Thì mình cứ lắng nghe thôi. Thì họ thấy mình lắng nghe vậy, nhưng mình lắng nghe gì? Mình dùng cái lời nói của họ đó để mình thiền. Thì làm người mình cũng vẫn thân thiện như thường chứ, phải không? Thì thường mình nói cho nghe mà họ không chịu nghe, mình cũng bực mình. Thì mình cũng nghe, mình nghe vậy thôi. Nhưng mà thường thường họ nói đó đâu phải nói cho một mình đâu. Nếu khi họ nói cho mình cái chuyện gì đó nó quan trọng thì khi đó mình lắng mà nghe. Còn họ nói bên qua nói cho người khác mà mình nghe làm chi? Cũng như có một cái ông kia, ông nói tôi nói với người đó đó, không chịu nghe, nhưng mà họ tỏ vẻ lắng nghe vậy mà họ đi tới chỗ khác, tôi thấy họ cầm ràm, ha, rồi tôi thấy tôi nói là cái gì mà cầm ràm đó, họ nói không có, ha, thì tôi hỏi họ cầm ràm, họ không dám nói thẳng mình đâu, họ cầm ràm kệ họ, phải không? Khi nào nói cho mình nghe chứ. Mình chú ý mình theo dõi họ có cầm ram không, chi cho mệt vậy, phải không? Thành ra người hành thiền đó mình biết mình làm gì đó, phải không? Mình biết cái lợi ích của nó, làm vậy để được cái gì, mình có nghe để được cái gì, mình làm để được cái gì, cái đó có đưa đến việc giải thoát cho mình không thì mình làm, cái đưa đến những tâm thiện mình phát sinh đó không thì mình làm. Bởi vậy cho nên đến Đức Phật ở trong cái phần mà nói với lời vớt đó, trong đó ngài mới kể thế nè, 200-300 trường hợp mà nói lời vớt đó, trong đó có kể chuyện mà xe cắn chó, chó cắn xe này kia, hay là kể chuyện đời xưa này kia đó, rồi chuyện binh lính nè, chuyện ở trong kịch nghệ này kia đó, kể mấy chuyện đó. Thì đối với người hành thiền đó thì không làm mấy chuyện đó nữa. Kính thưa sư, có cô Mai Đoàn có câu hỏi ạ. Dạ con bạch lễ sư, con có câu hỏi là lúc về sau này, lúc trước cách đây 2 tháng thì con hành thiền, thì con có thưa với sư là con xem kẽ, vừa ngồi vừa đi,
Nhưng mà khoảng chừng 1 tháng ở lại đây thì khi con ngồi con thấy con không cần đi nữa, con ngồi luôn không có mệt mỏi mà cũng không có gì, con có thể ngồi luôn luôn cả buổi luôn không cần đi. Thì con muốn xin họ xin dạy con là con cứ tiếp tục ngồi vậy hay là tiếp tục con giữ luôn, cứ Mà tiếng đây đi rồi tiếng ngồi đây, xem rồi mỗi lần như bây giờ con con có thể giữ 2 tiếng cũng được nữa. thì thôi là ngồi 1 tiếng thôi ha, Dạ, nếu thì là ngồi cứ 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 giữ ngồi 1 tiếng rồi đi 1 tiếng hả sư ngồi ạ? 1 tiếng thì 1 tiếng, nếu như mà thấy mình tiến bộ nhiều đó thì bữa nào rồi con hỏi tiếp rồi sẽ chỉ thêm, nếu mà sẽ thấy mà con mà ngồi thiền được tốt đẹp hơn đó, hơn đi đó thì cho ngồi dài hơn. Có nhiều người đó họ đi họ tốt hơn, Thì khoảng chừng họ thấy tháng rõ này không? con thấy con cũng vậy. Thì bây giờ đó, bây giờ cái giai đoạn bây giờ thì cứ làm nó như sẽ nói là cứ giờ ngồi giờ đi, giờ ngồi giờ đi đi hả, rồi thời gian thì thấy thế nào rồi nói cho sẽ biết là sẽ đưa ý kiến hả. Con sẽ tiếp tục hành như vậy, tại vì con thấy lúc này con tỉnh táo lắm, con không có mệt, không có gì hết, ngồi luôn cũng được. Lúc trước thì thỉnh thoảng thấy mệt, thấy chán thì nôn nóng đứng dậy đi, nhưng bây giờ khoảng chừng 1 tháng nay thì không dậy nữa, ngồi luôn cũng tiếp tục được thôi. Anh con biết là con phải tìm cái sư thần mình tiếp tục ngồi luôn 1 hơi vậy 2 tiếng hay là mình nên đứng đi đi. Thì thầy sư dạy con là để cứ tiếng ngồi tiếng đi, con sẽ học như vậy, Nhưng mà thì cái con thấy gì vì con như vậy thì sao. cái lý do sức khỏe đó thấy không? Thì mình thường thường mình càng vận động nó càng tốt, cho nên cái ngồi 1 tiếng đi 1 tiếng thôi. Ngày xưa đó khi 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 mà ông Chivaka đó ông tới ở chùa đó mà rồi ông thấy mấy vị sư hành thiền nhiều quá rồi rất là nhiều người mà bị bệnh, thế rồi về sau ông tới ông nói với Đức Phật đó, ông nói xin ngài đó là cho những vị sư đó phải 1 giờ ngồi thôi, 1 giờ nó phải vận động làm việc trong chùa này hay đi kinh hành. Thì bắt đầu từ đó đó Đức Phật nói là phải làm những việc trong chùa đó, trong khi mình làm mình cho chánh niệm hay là mình đi kinh hành. Cho mình nó cái ngồi ngồi thiền hòa vậy đó, thời gian sau là sức mình sẽ yếu lắm á, mình thiếu vận động á. Thành ra Đức Phật dạy đừng có dính mắc vào chuyện gì á, cũng đừng dính mắc vào ngồi nhiều, đừng dính mắc vào đi nhiều. Sao tự nhiên có nhiều người hành thiền rồi đó là thấy bây giờ cũng thấy ăn cơm nó chán quá, thấy mệt, mỗi lần ăn thấy mệt mỏi quá bây giờ cũng nhịn luôn, thì Đức Phật không cho phép á. Đức Phật nói à có nhịn đi nữa thì cũng nhịn được buổi sáng thôi, chứ buổi trưa phải ăn á, ăn ngày 1 buổi nó mới có đủ chất bổ để mình tu hành được. Mà những người hành thiền đó thì trong kinh nói là phải thức ăn và thượng phẩm, mà thức phẩm phải thượng phẩm nghĩa là phải đầy đủ chất bổ à. Mà thêm nữa thượng phẩm là gì, phải nấu nấu ngon lành thì mình ăn thì khi đó mình hành thiền được tốt đẹp à. Thế mình đi tới một cái trường thiền hay là mình thiền vậy, bữa nào mình ăn mình thấy người ta nấu ăn dở quá đi, mình ăn không được, làm sao mình thiền được à. Thì nếu như gặp những trường hợp đó Đức Phật nói mình phải cố gắng kham nhẫn, mà đầu tiên là mình phải cải thiện trước. Ví dụ như là những khóa thiền này kia, có những người họ nấu ăn siêng năng lắm, nhưng mà họ nấu ăn dở quá thì siêng năng không được, thì cái vị mà lo mà trong chùa đó phải đi kiếm người nấu ăn ngon chút xíu để nấu cho thiền sinh, mà cho người mà họ nấu ăn dở đó họ làm việc khác à. Tại nên những người mà hành thiền đó thường thường là ở Miến Điện đó có những người hành thiền phải không, hành thiền họ hành thiền đó mà đi xuống bếp mà lo việc này kia là thiền sư không cho, nên là tôi muốn giúp mà thiền sư nó muốn giúp á, thì đợi hành thiền xong cái khóa này đây đã rồi rồi mình tình nguyện mình tới mình giúp một thời gian.
mà khi mà nó mình tới giúp thời gian rồi xuống dưới bếp á, người ta thấy khả năng của mình bắt mình làm chuyện gì thì mình làm chuyện đó. Thế trên ở trong đó người ta có nấu ăn rồi, mình nên tôi muốn nấu ăn không à, biết đâu mình nấu ăn vừa miệng người ta không. Thành ra lúc nào đó Đức Phật mình nó phải có trí tuệ đó, nghe người ta nói gì mình phải có trí tuệ, ai sai biểu mình đây thì mình phải có trí tuệ, mình làm việc gì đó mình cũng phải có trí tuệ, cái tài năng sự gọi là sự siêng năng, mà nó không có trí tuệ là như khi nó là làm tầm bậy á. Thì thường là mấy sư đó phải không? Thì ông à, đem đồ ăn về là ông trộn chung hết á, múc muỗng ăn. Ừ. Thì sư qua bên Úc á, thì trước là sư thường qua đó khi mà sư chưa có bệnh á, thì qua đó sư dạy thiền bên đó. Thì học cái lo vấn đề mình nấu ăn cho sư đó, rồi bàn cãi lung tung, cái sư nói thôi đừng có cử ai nấu ăn là gì trơn á. Thì quý vị mà đi tới đàn thiền, quý vị phải đem đồ ăn. Thì quý vị đồ ăn thì đem thêm cho sư chừng nửa chén đồ ăn nữa. Rồi sư để cái bát đó, quý vị bỏ nó cho sư. Rồi khỏi bàn tính cho mệt, mình đi làm là mình quen, mình cũng có đem đồ ăn cho mình. Vậy mà họ đem, họ đâu phải bỏ cho sư một hai muỗng đâu, dư nhiều lắm. Rồi cái sư để vậy đó, sư trộn chung là hết. À, rồi sư lựa ra chừng bát mình ăn đủ rồi. Còn mấy bác khác sẽ để cho nó bà con ai ăn tôi ăn. Mà họ thích ăn cái đó lắm. Thích ăn vậy. Rồi sư hỏi tại sao thích ăn đó. Họ nói cái bát của sư trộn nó nhiều hương vị quá. Đó, nó đủ thứ. Đó. Có ngọt, có mặn, có chua thì ra. Có trong đó hết. Anh em mình tưởng ăn vậy nó ngon hả? Tôi này sẽ kể nhà có một lần thôi. Ừ. Vua giờ mình tạo mà ông hay là đi chỗ này chỗ kia đấy, ông coi dân chúng như thế nào. Ông chị mình chưa quên tên rồi nào. Ông Phước Cảng Long, ông đi vậy đó. Thì ông ăn rồi ông muốn đi lo qua dân chúng này kia rồi tới chỗ này chỗ kia giúp đỡ này kia đó. Thì có bữa ông về tối quá. Tối quá. Thì ông bảo cái người mà đi theo ông đó, đi mua đồ ăn về. Thế ông nói thấy là mấy tiệm ăn đóng cửa hết. Ông vô mấy tiệm ăn nó hết đồ ăn rồi. Ông nói thì cái ông đó ông nói là thì coi thì trong chảo còn tròn bao nhiêu thì cái lấy thôi. Cái phần nào cũng đồ ăn dư đó thì bỏ hết đó. Rồi ông kia nó dậy nó nguội lắm, nó thì bỏ trong chảo xào lại đi. Thế ông xào hết đó. Rồi ông đem về cho ông Bùi Cảng Long mà ông nói sao bữa nay mình đi tới tiệm nào mình mua đồ ăn ngon như vậy, tại không có đủ hương vị hết đó, thành bây vì sao mới có cái món mà hầm bà lăng á, không nhất là những tiệc tùng kia lễ kỳ dỗ rồi xong xuôi đó, họ dồn hết đồ ăn lại đó, nấu thành một nồi hầm bà lăng, không nói vậy. Thằng ông sư cũng vậy đó, ăn là mình trộn hết như vậy đó, để mình còn đừng có lựa chọn cái này cái kia vậy hết. Mình ăn như giống là mình ăn để mà sống á, vậy thôi. Bây giờ trên bên Nam Tông á, khi mà đi khất thực hả, là cho mà cái gì là mình ăn cái đó. Mình ăn, về rồi mình trộn chung là hết với nhau rồi. Còn có nhiều người nói thông tôi muốn tôi muốn ăn chay thôi, thì nhớ ăn chay thì ăn chay cũng được, ai cấm đâu, nhưng mà ăn chay đừng có làm hình con cá rồi hình cái này cái kia đó, hình con tôm này kia rồi mới ăn, thấy không? Đó, mình ăn chay rồi mình còn tưởng tượng đến cá tôm nữa, thấy không? À, thì mình sao nấu vậy đó, nó đỡ tốn giờ, để thì giờ mà mình làm thành con tôm cá kia đó,
mình ngồi mình thiền, phải không? Nhưng mà thông thường á, Đức Phật nói cái ái dục của người ta đó, nó họ họ có cái ái dục, tại sao họ dính mắc nhiều? Tại vì họ có nhiều cái gọi là cái gì mà họ thấy là ví dụ như cái món ăn uống đó thì phải nấu cho nó đủ hương vị. Thành ra mà Đức Phật cũng nói, thành ra người ta là muốn thấy mà mắt là muốn thấy đẹp, người ta muốn nghe âm thanh hay. Mũi thì có mùi thơm, lưỡi nếm vị, thân đồng chạm. Thành như vậy đó, cái món ăn đó mà muốn mà làm cho người ta thích á thì phải có đủ cái đó. Ví dụ như mình ăn mà mình để cái đồ mình nấu không giòn à, bán cũng được chứ thương chứ, nhưng mà có giòn giòn mình mới chịu nó vậy rồi nó bị giòn ra ăn á, nó phải đẹp ra mình mới chịu. Đó có phải có mùi thơm thơm mình mới chịu. Món nào đâu đó thì nó thường thường nó phải đủ năm cái sắc thanh hương vị xúc đó thì mới người ta mới thích. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói là tại sao đàn ông mà dính mắt vào đàn bà. Thì Đức Phật nói là Như Lai chưa thấy gì trên thế gian này mà nó có thể hấp dẫn cho người đàn ông bằng người đàn bà. Chưa thấy cái gì mà nó hấp dẫn cho đúng người đàn bà bằng người đàn ông. Tại sao? Trong người đàn ông có đủ năm cái hương vị á. Trong này đàn bà có đủ năm hương vị đó, nói vậy. Thì thôi nãy giờ quý vị đã làm được nhiều những việc thiện rồi, là các bố thí này, trì giới, tâm thiền, bây giờ quý vị chia phước lại cho bà con. Cầu mong cho các thiền tính được sự lết, được sự an vui, được sự tấn hóa trên đường Phật đạo.
và mong cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin quả của tâm tín thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Thank you.